Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng em đã làm thành video chi tiết nhất rồi, rất nhiều mẫu ở trên kênh. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Và mọi người hãy nhớ nhấn cái nút theo dõi kênh để liên tục được thông báo về những video mới nhất em đưa lên bên trên kênh. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một tác phẩm, đó chính là một cặp chóe sứ. Mẫu chế tác hình ảnh là ngũ lân, dòng gọi là men lam, vẽ tay. Dòng này là dòng siêu kỹ nhá. Tác phẩm này có kích thước chiều cao là 66 cm, tính từ chân cho đến chóp này, không tính phần đế, từ từ chân đến chóp là 66. Và đường kính bụng của tác phẩm này là 33. Tác phẩm có giá là 20 triệu một cặp. Bên em sẽ giao tận nơi toàn quốc nhận hàng, kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không chứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Và dòng này gọi là dòng vẽ siêu kỹ mọi người nhé. Siêu kỹ, kỹ từ men, từ đất, từ họa tiết. Đây, nắp chóe mọi người nhấc lên nhé. Trên nắp của chóe thì được chế tác hình ảnh là vân mây này. Đây em lật cái chóe lên để cho mọi người xem cái xương đất. Xương đất nó sẽ trắng như thế này, trắng như đá. Cái viên đá trắng mọi người đập ra như thế nào thì cái xương đất nó sẽ như vậy. Chỗ này là có phủ men, nó sẽ hơi màu xanh như thế này. Đấy, cái men nó sẽ màu xanh như vậy mọi người nhé. Khi có men vào nó sẽ bóng. Trong lòng chóe thì cũng được phủ men rồi. Trong lòng chóe cũng được phủ men để mọi người có thể đựng chất lỏng thoải mái. Đây là dưới đáy của chóe. Âm thanh thì mọi người nghe này. Âm thanh đanh trong và vang tiếng. Để tạo ra cái cặp chóe này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong, được tinh lọc rất là kỹ càng, loại bỏ toàn bộ tạp chất và nhiệt độ nung lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ. Nó sẽ cho ra cái loại sứ trắng như đá và âm thanh rất là đanh. Em sẽ quay tác phẩm này để cho mọi người cùng nhìn nhé. Ngũ lân, ngũ lân. Đây là hình ảnh ngũ lân ạ. Đấy, mọi người cùng nhìn tác phẩm. Quay xung quanh là sẽ thấy được hình ảnh năm con lân, năm con lân, ngũ lân, ngũ lân vần cầu thể hiện sự đại cát. Đây, chỗ này là có hình ảnh một con lân nữa này. Còn một khoảng là sẽ được chế tác hình ảnh là một con lân. Đây, mọi người cùng nhìn nhé. Sẽ có một khoảng được chế tác là một con lân này. Và có hai khoảng thì được chế tác là hình ảnh hai lân. Đây, chỗ này là một lân đây, lân vần cầu. Đây, chỗ này là một lân. Đây, một lân lân. Đây cũng là một lân này. Đây, khoảng này là một lân này. Sang đến khoảng này là hai lân. Sẽ có hai khoảng là hai lân và một khoảng là một lân để tạo thành là hình ảnh ngũ lân. Ở dưới chân thì triện, triện họa tiết hoa văn, và trên phần vai thì cũng triện họa tiết hoa văn. Bây giờ thì em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Và rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.
Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.